What's up? What's up? What's up? What's up? Can you hear me? Morning, Mai. What's up? Nghe nghe từ what's up chưa? Ở trong cái đoạn văn đấy có từ what's up này. Nhà Mai Tâm nhớ từ what's up không? Nghe nghe cái đoạn băng hôm vừa rồi không? Thì nói này có nghe không? Chưa nghe lại. Chưa nghe lại à? Ôi trời, anh bảo phải nghe cái đấy cơ mà, nghe đi nghe lại nhiều và bật và để điện thoại nghe nhiều vào cơ mà. Thế là chưa nghe thì làm sao nhỉ? Mai nghe chưa Mai? Nghe rồi. Mấy này để mấy cái nào bây giờ mỗi mình nhau không mà. Thế tuần vừa rồi làm sao qua thế nào nhỉ? Học hành làm sao nào? Chia sẻ nào. Đâu mẹ chia sẻ nào. Chia sẻ cái gì ạ? Trong tuần vừa rồi em học như nào? Học bình thường ạ. Học thời gian như nào? Bình thường là như Như nào? mình Như bình thường là như nào? Sáng học lúc nào? Tối học lúc nào? Học cái gì? học trên lớp ạ. Học trên lớp bình thường, học em học online học ở nhà, học hay học ở trên trường? Học vẫn học online. Vẫn học online. Thế học tiếng Anh thì học sao? Thời gian học tiếng Anh sao? Lúc nào em dạy thì em học. Là học cái gì rồi? Ôn lại cái gì Em á? nghe. Vẫn nghe mỗi cái đấy chưa? Hay là học cái gì đó? Em nghe. Học bài tiếng Anh trên lớp nữa. Có chép xuống cái đoạn văn đấy không? Rồi. Chép rồi á? Good job. Nghe được chép xong bỏ cách có nhiều từ không nghe được không? Hay là nghe được hết? Nhiều cái không nghe được. Rồi thế đó Nhiều rồi, lắm. chắc xuống này tốt rồi. Để Tâm lại chưa được nghe nữa cơ Tâm ơi. Đâu thế thêm mai nghe kể lại nội dung cho anh xem cái đoạn văn đấy nó nói về cái gì nào. Nói chàng đi xuống phố xong rồi gặp một cô gái thì cô gái đấy anh ấy muốn kiểu làm quen để cô đi ăn tối thì cô đấy từ chối, anh ấy bảo là xong rồi cô anh ấy muốn làm quen nhưng mà cô vẫn từ chối thì cô bảo phải làm nào để được làm quen cô ấy, thì cô bảo là cho cô đấy kiểu lấy cái xe ô tô ấy ạ. À, anh ấy đồng ý thì cô ấy cầm chiếc chìa khóa tặng cho anh một nụ hôn rồi đi mất. Hay nhờ, đúng rồi. Tuyệt vời quá, đúng rồi đấy. Đây là hiểu hiểu nội dung của nó rồi đấy. Bây giờ là học học thuộc lại cái đoạn văn đấy. Học thuộc lầu 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 luôn. Lại bắn thằng 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 như cái đoạn văn trước ấy. Thế có ôn lại cái đoạn văn hôm trước không? Luyện âm Có một tí đấy. Tâm có hồn ông Tâm ơi. Một chút thôi đấy là mình tự học đấy. Ngày thành ít ít để luyện thêm ngữ âm rồi. Nào, khởi động lại em nhẹ nào. Đang dẻo không? Wow. Wow. Em kêu nhẹ nào. Lễ cái nào. Okay, now next we have such chance, right? Okay. I feel great today. I feel great I today. feel great today.
I love myself. I I love people. love I love people. people. People love me. People love me. I love English. I I love love English. English is super easy. English is English is super easy. easy. I can speak perfect English. I can I speak can speak English. perfect. Oh, yes. Yes. Are you ready? Are you ready, Tom? Yes. Really? Yes. Okay. Now we keep going nha. Cái này nha, anh này là anh lấy ở trong đây này, có thể lên mạng search để xem lại cái bản text của nó ở đây này. Để xem nhé. A kid's colors by the new car is a very expensive car. It's a huge blue and fast car. While driving down the street, colors sees a girl on a bicycle. She has long blonde hair and is beautiful. He gestures to her. What's up? Đấy, what's up là cái từ đấy. What's up có nghĩa là gì nhỉ? What's up có nghĩa là, cũng có nghĩa là hello, có nghĩa là xin chào á. Thì Mỹ nó hay dùng cái từ đấy, cái câu đó hơn là cái câu hello với hi. Có nghe, ví dụ em nghe các cái đoạn hội thoại rất là ít. Rất là ít khi họ dùng hi, hello. Đấy là trong lý, ví dụ ở các cái đoạn hội thoại mà mình học ấy, thì nó thường dùng hi với hello thôi. Còn ví dụ giao tiếp thông thường ấy, hoặc là hi hello thì nó thường là cái kiểu mà xa lạ ấy. Đấy thì nó hay hay dùng hi hello. Còn ví dụ bạn bè gặp nhau ấy, what's up, bạn bè gặp nhau, ê Mai à, Mai à, what's up Mai đó, với how's it going là hai cái từ mà cái anh đấy anh ấy Car is it? dùng ấy. It's Carlo. Đây này. Đây này, hai cái câu này này. Đó, nhìn thấy không? Có nhìn thấy mẹ thấy ngay không? Đây đúng không? Nhìn thấy màn hình nhá. Can you see it? Can you see it? Now answer me please, respond me please. Nào trả lời nào, trả lời nào. Now I ask you please answer me. Nên nói gì? Nào, có hiểu gì không? I ask you, khi mà tôi hỏi bạn, thì please answer me. Answer là gì nhỉ? Trả lời nào, thì trả lời nào. Tương tác nào. Mai bật mic lên, Mai ơi. Answer. Turn on cho microphone. Mai. When I ask, please respond me, please. Okay, understand. So we have to this sentence we use for hello, what's up, and how's it going? Hai câu này thì mình có thể dùng hai câu này để thay thế cho việc sử dụng hello với hi. Đấy, anh giao cho her what's up, tức là xin chào, bạn khỏe không? Nào. Đây nhá, cái đây là cái đoạn text của nó nhá. Nào, đọc nào. Xin mời Mai đọc đi nào. Carlos buy a new car. It's a very expensive car. It's a huge. Yeah, huge. Huge. Yeah. Blue fast car. While driving down the street, Carlos sees the street. Có S ở một chút này. The street. 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 Đúng rồi, sờ một chút nào. Street. Chứ không phải là street không? Street. Wow. Carlos seen a girl a bicycle. She has long blonde hair and
is beautiful. 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 Yeah. Beautiful. Đúng rồi. He gets to her No, WhatsApp. no, Joe. no, no. Không, không, Joe. âm này không không phải âm trung béo nào. Dạ, dạ. Nó là âm gì, phiên âm của nó sẽ âm dạ. Âm J. Joe. Dạ, không, không, không phải, không chung miệng nhé. Giống như cậu âm jazz, jazz, đúng không? Dạ. Há miệng, miệng bình thường này. Dạ. Đấy, đúng không? Jazz, gel. Joe. Gel, gel, à, gel, gel. Joe. Hả? Joe. Jazz, đúng không? Joe. Đúng từ jazz. Are you ready? Jazz. Joe. Joe. Gel, Joe. gel. Joe. Gel Joe. là gel. Gels là z, là z, đúng Joe. không? Gels. Okay, next. Good. To her, what's Rồi, nó nối âm đúng, what's up thì nó nối âm thành what's sup, sờ thì sup. What's up? What's up? What's up? Đúng rồi, what's up? Anh đi sang một chút nhá. What's What's up? đấy, đúng rồi. Bây giờ mình đang học trong câu rồi nên là mình có thể bật nhẹ hơn âm T đấy. Đúng không? Lúc anh học, lúc học thì anh bảo bật mạnh lên đúng không? Bây giờ what's See, up? Ok. ignore Yeah. him. She. Đấy, cái này thì chú ấy. See, She. Lặng ignore này. him. She. She, Yeah. ignore him. Ignores. Ignores Yeah. him. See y'all. He yells. He yells. Yells. He Yeah, yells. không chú hiểm nào. Yells. Yeah, he yells. Joe. Yeah. How's it going? Ở chỗ này nếu mà nó nói làm thành how's it going? How's How's it? it going? Z, âm Z đúng không? Z. Z. How's it going? How's it going? Go How's in. it going? Go in hoặc là nếu mà mình đọc có thể mình lại giảm âm một chút cái âm ng đi thành in in in. Bỏ âm ng đi thành nó thành âm n thôi. How's it going? How's it going? Đấy, nếu mà nó giảm âm nữa thì thành thành ấy. Ok, how's it How's it going? going? She keeps going and ignores him. Yeah. He yells. Yeah. Hey, why won't you talk to me? I want to go to dinner with you. I will take you to an expensive restaurant. Again, restaurant. Restaurant. Rest, đúng không? Rest, run. Hai, Restaurant. hai âm đấy nhá. Âm, âm, Restaurant. cái âm tàu là âm câm nhá. Rest, run. Restaurant. Nào, rest, run. Nó có âm tờ đấy một chút. Restaurant. Restaurant. Run nhá. Restaurant. Restaurant. Again. Không phải. Restaurant. Ra nghe. Restaurant, restaurant, restaurant. Đây nó sẽ có hai đây. Restaurant, restaurant. Restaurant. Đấy, hoặc nếu không em có thể đọc Restaurant. thở 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 nhẹ 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 âm này thôi nhá. Restaurant. Này restaurant. Restaurant. Đấy, rest đúng rồi. Nào, again nào. Restaurant. Restaurant, nhanh âm này, lướt 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 âm này một chút nào. Restaurant. Restaurant. Đúng rồi, đúng rồi. Restaurant. Restaurant. Ok, đấy. Restaurant.
Yeah. Good job. Next. The girl turns the girl, no, the girls. The girl. The girl. Yeah, the girl. The girl. Yeah. The girl turns gas off the bike and looks at him. She says, I don't want to go to dinner, but if you give me your car, I will give you a surprise. Carlos say, okay. He jumps out of the car. He gives her the keys and say, keys. Yeah. The keys and says, here are the keys. The beautiful blonde takes the keys and then kisses. Yeah. Carlos on the cheek. Then she jumps into the car and drive away. Drives. Yeah. He say, that is just a kiss on the cheek. Còn dòng bên trên nữa. He guess. Carlos stands on the sidewalk. Carlos stands on the sidewalk. Walk. Now, walk. On. Walk. Walk. Yeah. Walk. Yeah. Now he has no car and no girl. He say, that's it, just a kiss on the cheek. He gets on her bike and drives home. Anh nào vô tay đâu rồi? Đây đâu vô tay nào? Tuyệt vời. Được đấy ai ạ? Nghe xong đọc theo rồi chứ? Em cố gắng đọc theo chưa? À, tuyệt vời đấy. Gần copy được, cũng có một có phần copy được cả cái phần ngữ điệu của thầy đấy rồi, đúng không? Bắt đầu cố gắng bắt chước cả cái ngữ điệu của nó, đúng không? Carlos buys a new car. It's a very expensive car. Mình đọc mạnh mẽ hơn một chút nữa thôi, nên nó chưa quen đâu, đúng không? Tuyệt vời, nhưng còn âm cơ bản là trả lời đấy. Được rồi đấy. Nào Tâm nào. Đọc đi. Carlos buys a new car. It's a very expensive car. It's a huge fast car. Yeah. Huge. Đúng rồi. Mai chỉnh cho Tâm nhá. Mai thấy cái gì Tâm chưa được sửa luôn. Fast car. While driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle. She has long blonde hair and is beautiful. He took it over to me. Mai. He jealous. Now more. Now like. Jealous. Now. Jealous. Tức là mình chỉ cần đặt lưỡi lên trên phía hàm trên thôi của âm L thôi, đúng không? Nó chỉ có một âm thôi này. Jealous. Âm dễ về âm Z đúng không? Jealous. Đặt lưỡi lên trên xong là jealous. Đó. Jealous. To her
What's up? She helped with all the tea. Ignores. Oh. Ignores. Z và nữa nào, ending sound của nó là Z. Ignores. Ignores. Next. Him. Yeah, ignores him. He yells, howls, he's going. She keeps going in, going in. Ignores. No. Em nào đi, cái nào không đúng thì mai sửa cho Tâm. He yells. He want. Nào cái âm này nó phiên âm là gì nhầm tay rồi. Cái từ đấy, từ này nó phiên âm rất là nó là gì ở đó? Này. Âm của nó là gì? O. Cái nguyên âm của nó là gì? Âm O. Vậy thì đọc là one à? Âm A. Đọc là gì ở đó? Âm mai. A. One. Là gì? Âm gì? Nào Tân bảo là A á. Nào Mai bảo là gì? Quân. Ừ, từ quân thì là gì? Thì là âm gì? Nó O. À, âm gì? O. Âm O à? Vậy thì O thì phải là quân chứ. Đồng là quân đúng không? Âm cái chữ V ngược kìa. Phải không? Là gì? Word. Word á, vậy là word à? Em chẳng nhớ nữa. Đó, từ nào không chắc thì là mình phải check lại nhá. Tức là ở trên lớp mình đó, ở trên trường ấy là cô giáo hay đọc, mình nghe, cô không dạy cái bảng phiên âm này đúng không? Nên là mình nghe như thế nào thì mình sẽ đọc kiểu như thế thôi, lơ lớ như thế thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình được học cái bảng ngữ âm này rồi, mình biết cách phiên âm của nó như thế nào rồi, nên là mình cần chính xác nhất là phải tra cái này là ơ u đấy chưa. Ơ đấy ơ u kiểu ơ ơ ơ thế sẽ đọc là gì nhỉ? Won't. Đúng rồi, won't. Này nào, won't. Won't. Đó. Won't. Đó, được chưa? Won't. Won't. Yeah, got it. Got it. Yes. Yes, I got it. Đấy, got it là hiểu chưa nhá? Đấy. Got it. Have you got it? Đọc tắt là got it. Hỏi tắt là hiểu chưa? Bạn hiểu chưa? You got it. Đấy, bạn hiểu chưa? Yes. Thì là yes, I got it. Đấy nhá. Đấy, bắt đầu tương tác là use English more nhá. Em thử tiếng Anh luôn nhá. Answer me in English luôn nhá. Nào, được chưa nào? Đọc lại nào. Won't. Won't. Yeah, why won't? You talk no. To me. Đúng rồi. I want to go to dinner. With you. Now, with any sound của nó là gì nhỉ? With là lưỡi. Là lưỡi ra nào? Là lưỡi ra. With. Là lưỡi ra. With. Tất cả. Rồi, next now. I'll take. À, đúng rồi, cái từ này cả mai đấy nào. Lại nào. Nào Tâm đọc lại từ đấy nào. Đọc là gì nào? I'll. Đúng rồi, I'll, đúng không? I, mai nào.
I'll. Đúng rồi, I'll thôi. I xong L lên thôi nhá. Lúc nãy em đọc tách ra đúng không nhỉ? Hay là cái gì đó. Đấy, I'll, 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 I'll. Đấy, I'll thôi nhá. Ok. Take you to an expensive expensive ex, ex, expensive nên âm của nó có từ x này nó sẽ có âm s ở giữa này. Thế sẽ là x. Ok. Restaurant. No, restaurant. Restaurant. Yeah, restaurant. Restaurant. Yeah, restaurant. She is a gun turns gas off the off, bike. Off. Yeah, any sound. Off. 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 Of the bike and looks at him. He says. She do. She say. I don't want to go to dinner, but if you give me your car, nào, từ kia, từ I gì? Will. Từ gì đây, từ gì đây? But if you give me your car, I will give you your surprise. Carlos say, okay, you jumps out of the car. He gives her the keys and says, here are here the keys, the beautiful blonde takes the keys and then kiss Carlos kiss. Cái gì nó mai nhỉ? Kisses. Yeah. Đúng không? Từ này nó là kiss không đúng không? Đây là kiss là nguyên mẫu của nó này. A kiss. A kiss. Cái từ này nó vừa là danh từ, nó vừa là động từ. Danh từ là nụ hôn. Còn động từ là hôn. Đúng không? Đấy. Thì đây là số ít đúng không? Số ít nên nó thêm is này. Đấy. Kiss. Bên trên đây kiss đúng không? Thêm is là thành kisses. Ok. Next. Colors on the cheek. Then she jumps into the car and drives away. Carlos says, "You can view the sidewalk now." He has no car and no gun. He says that's it. Just a kiss on the cheek. He gets on her bike and rides home. Okay, good job. Cũng khá ổn nhá.
rồi, nhưng mà bây giờ vẫn phải cần nghe nhiều, vẫn cái này chú ý anh bảo là nghe nhiều, nghe nhiều, nghe nhiều, nghe nhiều, nó ngấm 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 ngấm. Bảo cứ đoạn là anh nghe mấy năm liền đấy, cứ để trong điện thoại như vậy xong cứ lúc nào lại bật lên nghe. Cái đoạn đầu, cái ngày đầu học thì cũng học thuộc lầu lầu như này rồi ấy, nhưng mà sau đó vẫn mình vẫn cứ để mình nghe thôi, như cả một bản nhạc ấy, mình để trong máy ấy, mình cứ thấy mình nghe thôi, bật lên nghe. Tâm đao về máy chưa? Em đao về máy điện thoại của em chưa? Đâu một gì À, đao rồi đúng không? Nhưng bật, chú ý bật lên nghe nhá. Nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại nhiều vào. Nào, bây giờ như này nào, translate lại nào. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Mai nào, hai bạn cùng nói nào. Huge có nghĩa là gì nhỉ? đôi Có nghĩa là gì, từ này là gì? đôi Cái gì cơ? phải Ở trong đoạn này mà liên quan đến đồi làm sao được nhỉ? Ý nhất là nếu không ta phải dùng một từ nào nghĩa khác đi. tưởng là Đâu mà đồi nhỉ? to To lớn đúng không? Rồi. Ok, to lớn. Này, từ to lớn đúng không? Tiếp theo. Cái từ này là gì nhỉ? Cái này thì dễ đắt rồi đắt đúng không? Đắt này. Cái từ này dễ rồi nhanh đúng không? Nhanh này. Cái từ này dài là gì ở mai? Cái từ này là gì? dài long À, từ này là gì? Long là gì? ống Long là, vàng đúng rồi. Tóc vàng hoe đấy, tóc vàng đấy, tây tóc vàng đấy. Em nhìn thấy tây tóc vàng chưa? Đó thì cái blonde là màu 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 đấy. Chứ mình không dùng cái từ yellow đúng không? Yellow là như kiểu vàng, màu vàng khác đấy. Tưởng nhà thì mình sẽ màu vàng đấy. Đấy. Trời đỏ sao vàng đấy. Một cái màu vàng khác, màu blonde này đúng không? Đấy, tóc vàng nó khác. Đấy. Vàng óng đấy. Ok nào. Nào vừa xong nói WhatsApp Xin chào. là gì nhỉ? Đấy, có nghĩa là hello nhá. Nào, ignore us, đây là gì nhờ? Okay. Mặc kệ, đúng rồi. Mặc kệ, hoặc là don't care. Don't care là gì nhờ? Không quan tâm. Yeah, I Đúng don't thế, không quan care. tâm. Không quan tâm. Bố người đấy quan tâm. Dân dã là như thế đúng không? Đấy. Rồi một câu tiếp theo đây, thầy gel là gì nhỉ? Nói Là gì Tâm? nói Nói à? Cũng là nói à? Dùng từ nào nó... Ví dụ, đây ví dụ. Cô ấy không quan tâm anh ấy. Anh ấy nói. bất nói Cũng đồng nghĩa, nói chung là nó đồng nghĩa với từ nói. Nhưng mà đau. nó mình dùng từ nào nó chính xác hơn, nó nghĩa gần đúng gần gần như từ nói rồi, cũng là một cái sự tương Đáp. tác. Nhưng mà sao, ví dụ thì giao, ví dụ đúng không, cô này cô đang ở đằng xa này đúng không, cô này cô đang lái xe đằng trước, anh này anh đang đằng sau, thì giao hey. Gọi Thế thì với chào chào là gì gọi à, kiểu như thế đó, gọi với, hoặc là cái kiểu là hô to ấy, hô to này này, hét này này đó. He just heard what's up. Ok, keeps going, keeps là gì nhỉ? vẫn cô ấy vẫn đi. Yeah, she keeps going. Cô ấy tiếp tục đi. And ignores him. He just, hey, why won't you talk to me? I want to go to dinner with you. I'll take you to an expensive restaurant. I go to guess up. Đây.
Bên này là gì nhỉ? Rời. Mấy ở trong thực, thực tế đúng rồi, xuống xe thôi. Rồi xuống xe đạp và đi tới. Này là gì nhỉ? Đi tới hay nhìn tới? Nhìn tới. Look, look mà, look là gì? Nhìn. Ừ, và nhìn anh ấy. She says, I don't want to go to dinner, but if you give me your car, I'll give you a surprise. Surprise. Yeah. Nào Tâm ơi, Tâm thường biết từ này chưa Tâm? Rồi không? Ok, xong không là dịch nhá. The beautiful blonde takes... Nào trong trường hợp này này. Trong trường hợp này cái từ blonde, the beautiful blonde này nó là đóng nghĩa là... ở trên đây nhá. Trên đây blonde này nó là danh là tính từ đúng không? Tính từ này, mái tóc vàng dài đúng không? Còn bên dưới này thì the beautiful blonde này. Thì trong trường hợp này beautiful blonde này nó, cái từ blonde này nó có nghĩa là danh từ. Đóng vai trò là danh từ. Cái cô ở đây nó sẽ gọi tắt đi. Nó tắt rồi. Cái cô gái xinh đẹp tóc vàng. Nó bỏ cái từ girl đi ấy. Thế thì trong trường hợp này nó tắt. Now take the keys and then kiss his colors on the cheek. Cheek là gì nhỉ? Nào Tâm ơi, cheek là gì? Đó. Cheek là gì? Chị chị vừa nói xong em lại không nghe à? Thế chị Mai vừa nói gì đấy? Hả? Chị cái gì? Má. Đấy, biết chưa? Nó béo quá. Kìa, chị Mai kìa. Cái má. À. Biết là cái nào chưa? À. Là cái má là cái gì? Bộ phận trên mặt. Rồi. Ok nhá. Đấy, thơm và má trên mặt đấy. Rồi. Jumps là gì nhỉ? Nhảy. Đúng rồi, đây jump sound là gì? Jump sound là nhảy ra đúng không? Nhảy ra. Bây giờ nhảy vào đúng không? Nhảy lên hay nhảy vào đấy? Nhảy vào ô tô. And cái này là gì nhỉ? Lái đi. Lái xe đi. Đúng rồi, lái đi xa. Away là đi xa. Go away là đi xa. Lái đi xa. Lái đi mất. Hay trong trường hợp này thì cụ thể hơn, lái đi mất. Cái này nào? Phú. Not yet. Not really. Not really. Not really. Not really. Sidewalk là gì nhỉ? Tâm là stands on the sidewalk. Anh tưởng tượng nhá. Tưởng tượng câu chuyện này. Mình hình dung từ nãy giờ mình hình dung ra câu chuyện nhỉ? Anh ấy đang đứng ở đâu nhỉ? Anh ấy đang đứng ở chỗ nào nhỉ? Sidewalk nó là cái gì nhỉ? Next to the street. Nó, we have the street like this nhá. We have the street and the sidewalk. Vệ đường. Yeah, đúng rồi. Vệ đường. Vệ đường hoặc là gì nhỉ? Vệ hè. Đúng rồi. Đó. Tâm, cái này là gì nhỉ? Sidewalk là gì nhỉ? Vệ hè. Rồi. Đúng nhá. Okay, no car, no girl. He says, that's it. Just a kiss on the cheek. He gets on the back and rides home. Còn từ nào mới không nhỉ? Rồi, xin mời Tâm dịch cái nào. Hai, Carlos ba. Mua một cái xe mới. Cái gì? Đọc to rõ ràng nào. Carlos mua một xe mới. Xe gì nhỉ? Xe gì?
Xe đạp à? Xe ô tô. Ok. Ok, tiếp. Nó rất... Nó rất... Cái... Rất là gì đây? Cái ô tô. Cái ô tô nó rất là... Rất đắt. Đắt to. À? To này. Gì đây nè? To. Màu cùng màu xanh. Đi đây chứ. Mình nhanh. Wild. Why ở cái câu trong câu thường sử dụng trong cái gì nhỉ Mai ơi, em nhớ không? Trong khi câu đúng rồi, trong khi quá và khứ thường... được, khứ đúng rồi. Tiếp diễn. Đúng rồi thì quá khứ tiếp diễn đó. Thường sử dụng trong thì quá khứ tiếp diễn thôi. Nhưng mà tất nhiên là đấy là thường sử dụng nhá. Em còn trong câu đây là không, đây không phải thì quá khứ tiếp diễn này. Nên nó có nghĩa trong khi. Rồi trong khi. Tiếp. Trong khi lái xe xuống đường. Rồi, xuống phố đi. Carlos nhìn một cô gái trên một cái xe đạp. Rồi, tiếp. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng. Vâng. Đẹp. Ok. Anh ấy gọi. Tự tin dịch lên nào biết hết từ mới thì còn gì nữa. Từ đâu còn anh từ nào ấy... từ mới ấy không? Nếu không thì tự tin mà dịch lên nào. Anh ấy gọi cô gái xin chào cô gái. Ignores là gì? Ignores, ignore vừa xong giải thích rồi. Ignore là đúng rồi đấy, đối ngược nghĩa với tên của em đấy. À, không quan tâm. Cô gái không quan tâm đến tiếp nào. Cô ấy không quan tâm đến chàng trai. Đến anh cô ấy. Cô ấy không quan tâm đến anh ấy. Anh ấy gọi gọi bạn. Xin chào. How tiếp tiếp how là xin chào tiếp. Mình dịch ra thì cũng là xin chào nhá. Đều dịch nghĩa là xin chào nhưng nó một cách thể hiện khác nhau ấy. Chào. Như kiểu tiếng Việt của mình, cô ấy... đấy nhá, anh ví dụ nhá, bảo tiếng Việt của mình có khi nào mình nói xin chào rất là ít đúng không? Ví dụ mình hay đứng lên phát biểu thôi, thì mình mới nói là xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ở đây mình rất vui mình giới thiệu về bản thân mình, đúng không? Chứ còn bây giờ, chứ còn bây giờ nhá, bây giờ ra đường em có gặp chó xin chào bác không? Không. Đúng không? Mình chẳng bao giờ dùng từ xin chào bác đúng không? Bình thường trong cuộc sống hàng ngày ấy, mình hỏi là cháu chào bác ạ. Hoặc là bác đâu đấy ạ, đúng không ạ? Đó, đó ví dụ là cách này nó là cách chào thông thường và thân mật ở Mỹ là như thế, nước ngoài tiếng Anh này nhá, chứ không phải cứ hi với hello không nhá. Ok, đấy. Cô ấy keeps Julia. Vừa xong em có nốt xuống không vậy? Không. Chú ý nhá. Nhìn chị Mai lúc nào chị có quyển vở cái bút chị nốt xuống đấy. Không không biết, không biết thì phải nốt xuống chứ. Nào chị nhắc đi nào. Tiếp tục đi. Vẫn đi. Ôi.
tiếp tục đi và không quan tâm đến anh ấy. Anh ấy gọi. Hay gì là gì? Hay là hay thôi. Thế nào? Hey. Hey. Tại sao bạn không? Nhiều từ nó cũng chỉ là một câu câu chỉ là một từ nó trả nói... lời tôi. Tôi. Nào câu đấy gì là gì nhỉ? Tại sao bạn không trả lời tôi? Sao em không nói chuyện với anh? Như thế. Rồi. Đúng không? Ở đây là anh ấy với cô ấy đây thì đang nói chuyện đặt trong tình huống mình dịch đúng ngữ cảnh một chút đúng không? Ừ. Em thì sao em không nói chuyện với anh? Đấy. Ví dụ hey em ơi. Mình cũng có thể dịch là em ơi cũng được đúng không? Hey. Hey. Ok nào. Tại sao em lại không nói chuyện với anh? Ok tiếp. Tôi muốn. Đấy, bây giờ dịch luôn là anh đi. Đúng không? Đây là đang trong giao tiếp rồi đúng không? Đây là trong câu mà mình tưởng tượng đúng cái tình huống đó. Có một chàng trai đúng không? Chàng trai thì sẽ xưng hô với cô gái là anh em đi đúng không? Đó, tôi anh đi em nhờ là ăn tối đúng không? À, dịch anh em nào. Anh muốn đi ăn tối với em. Anh muốn đi ăn tối với em. Anh sẽ ăn sao nhỉ? Nào, tự tin lên nào. Anh sẽ đưa em. Đưa rồi. Em đến. Đến chỗ nào đây? Đắt. Dịch ngược một chút nào. Đến cái gì đây? Chỗ nào đắt nào? Chỗ... Cái này là cái gì? Chịu. Từ này từ gì á? Chịu. Chịu á? Từ này là từ chịu á? Không biết từ đây. Nào chị Mai, help him. Thế sao lúc nãy không hỏi? Tâm. Từ này, có quen không? Không. Không, restaurant không quen à? Thế giờ nhớ chưa? Nghĩa là gì nào? Rồi. Có nghĩa là gì nào? Nhà hàng. Rồi, lại là anh sẽ đưa em đến. Anh sẽ đưa em đến nhà hàng đắt nhất. Một cái nhà hàng rất là đắt đỏ, rất là đắt. Đó, như vậy. Nào, tiếp. Cô gái cái này là dừng gì lại. Turns là gì nhỉ? Quay lại. Đấy, turn, yeah. Xuống xe đạp và đến gần anh ấy. Và gì? Đến gần. Và gì nhỉ? Đây này. Gọi. No, no, no. Use your eyes to look. Look là gì nhỉ? Hay nhỉ? Nhìn. Nhìn anh ấy. Cô ấy say. Say là gì? Say là gì? Say là gì? Này, mai lại trợ giúp đi nào. Cô ấy nói. Cô ấy nói tôi không đi ăn tối nhưng anh nhưng
Tặng. Nhưng anh tặng tôi cái xe. Tôi sẽ tặng anh một bất ngờ. Carlos nói ok. Cô ấy nhận lên cái xe. Anh ấy đưa cô ấy chìa khóa và nói cái gì chìa khóa nhỉ? Đây là chìa khóa của cô gái xinh đẹp tóc vàng. Đó. Cô gái xinh đẹp tóc vàng. Cô gái xinh đẹp tóc vàng cầm chìa khóa và đi. Và đi. Hôn. Hôn. Ô, từ nãy giờ em không nhớ cái bài này là nói về cái gì nhỉ? Tên tiêu đề của nó là gì? Tên tiêu đề của nó là gì? Kiss. Kiss là gì nhỉ? Không biết á? Không. Ô, vừa nãy anh giải thích từ này chưa nhỉ? Chưa giải thích nghĩa từ này á? Chưa. Ôi trời ơi. Tâm giả vờ không biết. Thế cái chưa từ nãy giờ thế xin lỗi Tâm nhá. Anh chưa giải thích từ này. The kiss. Được chưa? Nó là nguyên mẫu này. Nó là nguyên mẫu của nó là kiss. Còn thêm es thì thành kisses đúng không? The kiss và kisses. Và tên tiêu đề của bài này nó là A Kiss, là một nụ hôn. Đây, một nụ hôn. Đây là danh từ. Còn thêm ES này ở dưới đây nó là gì nhỉ? Động từ. Ok. Rồi, thế có nghĩa là gì đây? Sau đó thì làm sao? Carlos. On the thế nào cái lại nào, dịch lại từ đầu nào. Cô gái tóc vàng, xinh đẹp tóc vàng cầm chìa khóa và tặng Carlos một hôn trên má. Hôn Carlos lên má, động từ mà. Rồi cô khơi đi ta. Cô ấy nhảy lên ô tô và đi xa. Và lái đi. Lái đi. Ok. Xa. Carlos. Stan là gì nhỉ? Stand up là gì? Đứng dậy. Đúng rồi, stand up là đứng dậy. Nhưng mà còn trong trường hợp này nó không có up thì là gì? Đứng thôi. Đứng ở đâu? Đứng. Anh ấy đứng ở trên sidewalk. Là gì em lại quên rồi. Đấy, không nốt xuống nhỉ? Về hè. Bây giờ anh ấy không còn xe và không còn cô gái. Anh ấy nói that it là gì? Thế thôi á. Thế thôi á. Mình dịch ra là thế that's it. Đó là tất cả. Đó là có thế thôi á. Đó. Anh nói thế thôi á. Có mỗi nụ hôn lên má. Một nụ hôn trên má. Đúng. Anh ấy lên xe của cô ấy và lái xe về nhà. Bây giờ nhắm mắt lại tưởng tượng cái câu chuyện này đi nào. Nào, tưởng tượng nhá.
nhắm mắt lại tưởng tượng nào. Why? Thế nhá. Ok. Why? Oh my God, lại time zap ở đây rồi, anh lại phải đi học rồi. Đó, thì bây giờ về nếu nghe nhiều cái đoạn này nhá, anh gửi thêm một cái file nữa là file về vocabulary, là về file về ngữ pháp của cái đoạn này, là sẽ nó sẽ giải thích kỹ hơn về cái file này nhá. Giải thích nghĩa về cái nghĩa của cái file này này, là cái đoạn sau của cái này này. K. It happen at the same time. Đấy. So while driving down the street. Ok, tức là nó sẽ phân tích cái câu chuyện cái đoạn sau ấy, là nó sẽ phân tích cái câu chuyện này cho mình bằng tiếng Anh đấy nữa. Thì mình nghe mình hiểu hơn cái nội dung câu chuyện này nhá. Ok chưa? Nghe nhiều thì nói nghe nhiều cho ngấm vào nhá. Ok, so see you nhá. Mai anh chưa có nghe nhá. Vâng. Goodbye. Yeah, see you. Gửi anh em chị thử rồi. Ơi. À rồi, biết được. Biết được. Rồi. Em nhỏ. Okay.